ngon không ngon. Có một chú chim non sống cùng với mẹ trong một cánh tổ nho nhỏ nằm ven rừng. Thật ra thì chú cũng đã lớn rồi. Hai bên cánh đã có những chiếc lông to, dài xen lẫn với đám lông tơ mọc lún phún. Các bạn của chú đã bắt đầu ra tập bay, lật theo mẹ kiếm mồi. Chỉ có mỗi mình chú nhất định cho mình còn rất bé bỏng và đòi mẹ mướn cho ăn. Năm ấy trời hạn, cây cối khô héo nên lũ sâu cũng trốn mất biệt. Chim mẹ vất vả cả ngày, bay mỏi cánh cũng chỉ mang về được vài con sâu nho nhỏ với răm hạt lúa cuối vụ. Thương con, chim mẹ nhịn đói, nửa hết cho con. Vậy mà chú chim non chẳng biết, chú la toáng lên rằng chú bị bỏ đói cả ngày và mẹ đã ăn hết phần của chú. Chú còn bảo mẹ ra ngoài ngủ vì chú không muốn ngủ chung với một người mẹ không thương con. Chim mẹ buồn lắm, nhưng vẫn cố đi tìm thêm vài miếng ăn cho đứa con háu đói. Trời tối, chim mẹ lại đi vì mệt và đói bên ngoài tổ, còn chú chim non nằm ngủ ngon lành, chẳng lo cho mẹ tí nào. Nửa đêm, một đám cháy bỗng bùng lên, lan ra cả khu rừng. Chim mẹ hoảng hốt lao vào tổ cứu con. Chú chim non đúng ra đã có thể tự bay được nhưng vì không tập luyện nên phải để mẹ cõng. Chim mẹ gắng hết mình, nhưng đến bìa rừng thì kiệt sức, đôi cánh chao đảo rồi bị đám cháy bén vào. Khi thoát ra được, hơn nửa bộ lông chim mẹ đã cháy trụi. Chim mẹ chỉ còn thoi thóp. Chú chim non cuống quýt gọi mẹ, gọi mọi người đến cứu nhưng chẳng có ai. Một lát sau thì chim mẹ không còn nữa. Chú chim non khóc thương thảm thiết bên xác mẹ. Nỗi hối hận vì những lỗi lầm của mình đối với mẹ làm cho chú càng đau khổ thêm. Từng giọt nước mắt muộn màng nóng hổi chạm vào cơ thể gầy guộc của mẹ chú. Và phép lạ đã xuất hiện, chim mẹ dần dần hồi tỉnh, mở đôi mắt mệt nhọc nhìn đứa con bé bỏng của mình đầy trìu mến. Chú chim non ôm chặt lấy mẹ, thổn thức. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, từ hôm nay, con hứa sẽ ngoan hơn và không buồn lòng nữa đâu. Con thương mẹ nhất trên đời. Từ đó, mọi người trong khu rừng mỗi khi nhìn thấy chú chim non lại tấm tắc khen sự chăm chỉ và hiếu thảo của chú ta đối với mẹ. Ý nghĩa, chim non không ngoan là câu chuyện được trích trong sách truyện đọc lớp 1. Qua đó cho ta thấy được tình mẹ con thật đẹp đẽ và có sức mạnh vô cùng to lớn.